11 năm ngoái, tuyến xe điện metro Đài Trung xảy ra vụ trục chính bị nứt gãy, sau khi tạm dừng chạy thử một thời gian để sửa chữa, kể từ ngày 25 tháng 3 sẽ cho chạy thử trong vòng 1 tháng. 3月25号到4月23号將進行試營運。4月25号, trung bộ địa khu đi đầu giệp tuyến trung giệp tuyến sẽ dự hành chính thức đà thông cơ 營運。 Cục trưởng Cục Giao thông Thành phố Đài Trung cho biết, tuyến xe điện metro Đài Trung đã thông qua 6 lần kiểm tra nghiêm ngặt của Ủy ban kiểm tra sự cố xe điện metro, đồng thời cũng kiểm tra toàn diện các mặt như nguyên liệu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành, cũng yêu cầu nhà máy tăng thêm thời gian bảo hành, kiểm tra định kỳ và giám sát các loại máy móc, đảm bảo an toàn cho công tác vận chuyển. Xe điện Metro Đài Trung sẽ chạy thử trong vòng một tháng. Tất cả mọi quy trình đều giống như chính thức thông xe, thời gian từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm, đồng thời sẽ tăng thêm một chuyến vào lúc 12 giờ 15 phút, đưa đón khách từ tuyến xe điện cao tốc. Hành khách chỉ cần cầm vé điện tử xe điện cao tốc là có thể đón xe điện Metro miễn phí. Vào tháng 3, Trung Quốc ra lệnh cấm nhập khẩu dứa của Đài Loan, gây sự chú ý của xã hội thật ra từ lâu các chủng loại nông sản phẩm của Đài Loan đã bị lén lút mang sang Trung Quốc giao trồng. Ủy ban nông nghiệp cho biết, thí dụ như loại dứa số 17 do không có bản quyền chủng loại nên đã được mang sang Trung Quốc giao trồng rộng rãi. Ngoài ra cũng có rất nhiều loại trái cây cũng được giao trồng tại Trung Quốc. Ủy ban nông nghiệp thừa nhận nếu có người muốn mang hạt giống ra nước ngoài thì cũng rất khó bắt giữ. Ủy ban nông nghiệp cho biết do luật pháp giữa hai bờ eo biển không giống nhau, cho dù có xin bản quyền chủng loại ở Trung Quốc cũng khó nhận được sự bảo hộ. Quả đậu nành xanh là một minh chứng tệ hại nhất. Phía Trung Quốc lấy giống của Đài Loan đi gieo trồng, sau đó học theo cách của Đài Loan, tiếp thị sang thị trường Nhật. Ủy ban nông nghiệp phải lập tức xin giấy phép cập nhật mới sản phẩm này mới giữ vững được giá trị sản lượng quả đậu nành xanh xuất sang Nhật như những năm trước. Do khó kiểm tra bắt giữ việc mang hạt giống ra nước ngoài, Ủy ban nông nghiệp dự tính ngoài việc bảo vệ thị trường mục tiêu, thí dụ như Việt Nam cũng có loại lúa số 11 của Đài Nam, những vấn đề tương tự như vậy sẽ cấm nhập khẩu trở lại các hàng nông sản phẩm có xuất xứ từ Đài Loan. Hiện nay có rất nhiều chủng loại trái cây đang được giao trồng tại Trung Quốc. Theo đánh giá của Ủy ban Nông nghiệp, vẫn không gây tác hại nhiều cho thị trường trong nước. Mấy ngày trước, Sở Kiểm soát địa phương thành phố Tân Bắc nhận được tin báo công ty công nghệ Bigman của Trung Quốc. Bị cho là vào năm 2017, đã che giấu là công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc, xin phép chính phủ Đài Loan thành lập công ty công nghệ Wishcore và công ty công nghệ IC Link, dùng mức lương gấp hai lần trở lên so với mức lương bình thường để trả lương cho các nhân tài nghiên cứu phát minh công nghệ IC. Ngày 10 tháng 3, cảnh sát đã huy động lực lượng truy xét toàn bộ vụ án được đưa ra xét xử theo điều lệ quan hệ nhân dân giữa hai bờ eo biển. Tập đoàn lôi kéo nhân tài là do cựu nghiên cứu viên công ty thiết kế IC của Đài Loan sang Trung Quốc nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị một công ty mới thành lập. Sau đó là lôi kéo những nhân viên cấp dưới trong công ty cũ gia nhập vào đoàn đội. Kế tiếp là thành lập trung tâm nghiên cứu với quy mô lớn tại Đài Loan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của ngành chế tạo chất bán dẫn của Đài Loan. Kể từ khi Myanmar xảy ra chính biến, quân đội chính phủ đã dùng vũ lực để đàn áp người biểu tình, đồng thời cũng có khoảng 10 ký giả bị bắt giữ. Trong đó, ký giả của thời báo Myanmar và hãng thông tấn AP còn bị khởi tố trước pháp luật, mức xử phạt cao nhất có thể lên đến 3 năm tù giam. Hiện nay, đương cục Myanmar còn muốn tiến thêm một bước siết chặt dư luận. Mở rộng việc truy xét giới truyền thông, xâm nhập vào các văn phòng báo chí, tịch thu máy vi tính và một số tư liệu, còn tuyên bố sẽ tịch thu giấy phép hoạt động của năm hãng thông tấn, không cho phép họ dùng mạng internet để báo cáo tình hình chính biến tại Myanmar. Vào tối ngày 8 tháng 3, cảnh sát đột kích vào khu vực Sanjaung bao vây khoảng 200 người đang biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm, đồng thời tiến hành lục xét nhà dân, xem có chứa chấp những người không thuộc cư dân trong khu vực hay không, và bắt giữ những người nào trong nhà có treo cờ của chính đảng do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Tom Andrew đã viết trên Twitter yêu cầu phía quân đội Myanmar hãy lập tức phóng thích những người biểu tình, dừng ngay thủ đoạn khủng bố ngay cả liên hiệp quốc mỹ liên minh châu âu canada và anh đều kêu gọi cảnh sát myanmar hãy để cho những người biểu tình được bình an trở về nhà